Bát Chương, Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát và chính sách nuôi béo làm thịt của Việt Cộng. Thì thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trên báo chí của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam cũng như trên truyền thông mạng xã hội thì những cái tin tức về việc bắt bà Trương Mỹ Lan cũng như một số thành viên khác của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã làm nóng mạng xã hội ngay từ đầu giờ sáng ngày hôm nay. Thì tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn đi tìm hiểu xem cái việc mà nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam bắt bà Trương Mỹ Lan cùng với các thành viên khác của công ty Vạn Thịnh Phát đó là do họ vi phạm pháp luật hay là do có sự bảo kê của Tàu Cộng hay là đây là một cuộc đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta cùng tìm hiểu xem là cái sai của Trương Mỹ Lan cũng như là công ty Vạn Thịnh Phát có từ bao giờ và tại sao đến bây giờ mới được xử lý. Và cái việc mà cái chính sách ý, nuôi béo để làm thịt các cái doanh nhân của Việt Nam như thế nào, rồi thì cái tương lai đen tối của các doanh nhân mà chưa bị bắt, rồi các doanh nhân Việt Nam cần phải làm gì để bảo vệ mình cũng như góp phần đem lại tự do dân chủ cho người dân trong nước và cũng cho chính bản thân họ, thì chúng ta sẽ cùng đi đến cùng bình luận và phân tích từng chi tiết một. Thì trước tiên thì chúng ta hãy đi theo cái bản tin mà báo chí của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam đã chính thức đưa tin ngày hôm nay. Đó là Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an ngày hôm nay mùng 8 tháng 10 cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của công ty đơn vị liên quan đến công ty tập đoàn đầu tư An Đông. Và căn cứ kết quả điều tra thì ngày 7 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị liên quan. Đồng thời thì công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 bị can gồm bà Trương Mỹ Lan sinh năm 1956, quê Thành Hồ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân sinh năm 1988, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Nguyễn Phương Hồng sinh năm 1984, trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát; và Hồ Biểu Phương là nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đó là những cái này. Thì có một số thông tin ở trên mạng xã hội nói là hiện nay bà Trương Mỹ Lan ý, thì không có ở Việt Nam mà bà đang ở Anh hay là ở một cái quốc gia châu Âu nào đó. Nhưng mà theo các nguồn tin khác ý, thì lại khẳng định là bà Trương Mỹ Lan đang ở Việt Nam và đã bị cấm xuất cảnh từ hồi năm ngoái cùng cái thời kỳ với lại bà Nguyễn Phương Hằng. Thì tôi rằng là cái việc mà nếu như việc mà cái quyết định khởi tố bắt để tạm giam với bà Trương Mỹ Lan này mà không thực hiện được thì chắc chắn là báo chí đã phải đưa tin rồi, tức là bà đã trốn ra nước ngoài và có thể là dẫn đến cái quyết định truy nã quốc tế. Nhưng mà việc bị bắt thì tôi rằng là nó chính xác hơn. Thế thì chúng ta hãy xem cùng đi phân tích xem là cái việc mà bà Trương Mỹ Lan này với lại công ty Vạn Thịnh Phát vi phạm pháp luật hay là đấu đá nội bộ hay là thân tàu. Thì trước tiên chúng ta có thể nói khẳng định ngay lập tức là 100% các cái doanh nhân và doanh nghiệp và kinh doanh ở trong chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam thì đều vi phạm pháp luật ở mọi hình thức khác nhau, từ trốn thuế, từ gian lận trong việc vay vốn hay chiếm đoạt vốn, hay là cấu kết với các quan chức để mà chiếm đoạt tài sản đất đai của người dân, hay là cấu kết với các quan chức để mà mua lại những cái bất động sản hay là những cái quyền sử dụng đất ở các cái vị trí vàng đó với giá rẻ, rồi sau đó thì cấu kết với nhau để mà nâng giá lên, bán giá cao để mà trục lợi. Thì hầu hết các cái doanh nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thì hầu như doanh nghiệp nào cũng vi phạm. Và chúng ta đã từng chứng kiến những cái doanh nghiệp đã ngã ngựa như là FLC của Trịnh Văn Quyết hay là Tân Hoàng Minh của Đỗ Anh Dũng, thì chúng ta đã nhìn thấy rất là rõ rồi. Ngay kể cả Phạm Nhân Vượng hay là Hòa Phát hay một loạt các cái doanh nghiệp khác thì sớm hay muộn thôi, thì vấn đề nó phụ thuộc vào đây là vấn đề những cái thế lực bảo kê cho các cái doanh nghiệp này và cái tình hình tài chính của các doanh nghiệp này có dẫn đến phá sản hay không, thì nó sẽ việc bắt sớm hay muộn nó tùy thuộc vào một số vấn đề. Và chúng ta đã từng thấy đấy,
không chỉ là các cái doanh nhân, doanh nghiệp của Việt Nam mà kể cả ngay các doanh nghiệp đầu tư từ nước ngoài á, thì nó cũng phải đút lót hối lộ, cũng vi phạm pháp luật Việt Nam. Ví dụ như là chúng ta từng chứng kiến ấy, một doanh nghiệp của Nhật thì đã phải hối lộ cho phó chủ tịch Thành Hồ gì đó cách đây ít năm đó để mà giành được cái dự án trong cái việc xây dựng đường đại lộ Đông Tây. Rồi các cái doanh nghiệp của Nhật thì phải ở Bắc Ninh á, thì phải hối lộ cho cục thuế Bắc Ninh để mà được giảm thuế. Rồi các doanh nghiệp Hàn Quốc rất nhiều. Đây là chỉ một số cái doanh nghiệp mà trong quá trình các cái nhà chức trách của Nhật Bản hay Hàn Quốc họ điều tra ở nội bộ nước họ rồi mới lộ ra cái việc đút lót hối lộ ở Việt Nam thôi. Chứ còn 100% các doanh nghiệp của Nhật hay là của Hàn Quốc hay đặc biệt các nước châu Á như là của Đài Loan, của Hồng Kông hay của Singapore thì ít nhiều đều hối lộ cho các quan chức độc tài Cộng sản Việt Nam ở Trung ương hay ở địa phương để mà tồn tại, để mà kinh doanh ở Việt Nam, chứ không không có chuyện đó. Thế nên là chúng ta thấy ở trong chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam ấy, việc doanh nhân mà vi phạm pháp luật là cái chuyện bình thường. Thế thì chúng ta hãy xem là cái việc mà tôi xin lỗi phân tích về cái việc mà có những thông tin ấy nói là do bà Trương Mỹ Lan này chồng bà là người Tàu rồi do được Trung Quốc bảo kê, cho nên là bây giờ cái chuyện là dẫn đến cái chuyện và giữa Cộng sản Việt Nam với Tàu Cộng ấy, cơm không lành canh không ngon, cho nên nó dẫn đến việc đánh vào Trương Mỹ Lan với lại Vạn Thịnh Phát này do liên quan đến cái vấn đề quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Thì tôi rằng cái điều này là không không không, không hoàn toàn chính xác lắm, bởi vì chúng ta đều biết đấy, các cái doanh nghiệp của Trung Quốc kinh doanh nước ngoài hay là các doanh nghiệp thân Trung Quốc ở các cái quốc gia khác nhau trên thế giới ấy, một khi mà đã được chế độ Tàu Cộng bảo kê ấy, thì rất khó mà cái chính quyền ở tại quốc gia đó dám động vào. Đấy thì chúng ta đã thấy kể cả những cái con gái của một cái tập đoàn lớn ở Trung Quốc khi mà bị Canada bắt rồi Mỹ đòi dẫn độ đó, thì cuối cùng sau một thời gian đấu đá, Trung Quốc tìm một cách áp lực để đưa đưa cái cô gái này trở về Trung Quốc. Thì đối với doanh nhân của Việt Nam mà thân Tàu Cộng hay là có nguồn gốc Tàu Cộng ấy, mà đã được Trung Quốc bảo kê ấy, thì tôi khẳng định nhé, bố bảo Nguyễn Phú Trọng cũng như Tô Lâm mà dám động đến, bởi vì họ phụ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều yếu tố, cho nên lúc này ấy, chưa phải là cái thời điểm mà các cái quan chức của Việt Cộng dám đối đầu với lại Tàu Cộng ở cái thời điểm hiện nay. Cho nên đây ấy, chỉ là cái chuyện tranh giành quyền lực đấu đá nội bộ thôi, bởi vì tôi như tôi khẳng định ấy, 100% các cái doanh nhân doanh nghiệp của Việt Nam đều vi phạm pháp luật ở các hình thức khác nhau. Nhưng mà tại sao doanh nghiệp này bị bắt mà doanh nghiệp kia lại không bị bắt, thì nó liên quan đến cái chuyện những người bảo kê ở ở phía sau, những kẻ bảo kê ấy, mà khi còn hùng mạnh có quyền lực ấy, thì các doanh nhân và doanh nghiệp được yên tâm làm ăn. Nhưng mà khi các cái quan chức độc tài của sản Việt Nam ấy bảo kê phía sau ấy, mà suy yếu hay là không có chức vụ nữa, thì lúc đó các cái doanh nhân doanh nghiệp này sớm muộn thì cũng bị bắt, cũng bị cầm tù, bởi vì đó là chính sách nuôi béo để làm thịt. Thằng có quyền lực mạnh thì đang nuôi béo để hưởng lợi từ cái bầu sữa của doanh nghiệp, còn sau khi về hưu rồi thằng khác lên thay thì nó sẽ làm thịt để nó lại tiếp tục bảo kê nuôi dưỡng các doanh nghiệp khác để phục vụ cho quyền cũng như lợi ích của nó, bởi vì không thằng nào muốn ăn lại thằng khác được cả, bởi thằng kia ăn rồi vi phạm nhiều quá rồi, nếu tiếp tục ăn á, mà vỡ lở ra thì cái thằng sau á sẽ phải chịu tội gánh cho hậu quả của cả thằng trước nữa. Cho nên đối với quan chức độc tài Cộng sản Việt Nam ấy thì không bao giờ nó dại gì mà nó ăn tiếp, rất thật chỉ có thằng nào cực kỳ ngu thì nó mới ăn tiếp của thằng trước thôi. Đấy chúng ta từng chứng kiến ví dụ khi mà thay giám đốc công an tỉnh Thái Bình đó, thì ngay lập tức những cái doanh nghiệp mà được giám đốc công an tỉnh Thái Bình cũ bảo kê ấy, lập tức bị đánh sập ngay để nó lại dựng lên những cái doanh nghiệp mới để cái tay giám đốc mới sẽ tiếp tục bảo kê. Đấy là cái bản chất của cộng sản nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta hãy xem những cái sai của công ty Vạn Thịnh Phát có từ bao giờ, thì hãy nói về cái nguồn gốc của công ty Vạn Thịnh Phát trước đã. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tên viết tắt là VTP, tức là Vạn Thịnh Phát Group, thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương, được xếp vào hàng những công ty gia đình giàu có tại Việt Nam. Tập đoàn này được sở hữu và điều hành bởi bà Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Eric Chu Nepki, một doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Hồng Kông. Và theo giới thiệu trên website của công ty ấy, thì tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ lên đến 549 triệu đô la, tiền thân của công ty tư nhân đầu tiên được thành lập tại Thành Hồ vào năm 1991 và các cổ đông của tập đoàn vẫn giữ nguyên từ khi thành lập cho đến nay. Thì trong theo thông tin của báo chí nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam mà Trung tướng Tô Ân Sô là người phát ngôn viên cho biết ấy, thì cái việc mà bắt
bà Trương Mỹ Lan ấy và các thành viên khác của Vạn Thịnh Phát ấy liên quan đến việc phát hành trái phiếu lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Nhưng mà đây không phải là cái sai phạm bây giờ mới xảy ra, mà những cái sai phạm của Vạn Thịnh Phát ấy thì đã được báo chí Nhà nước Độc tài Cộng sản Việt Nam đưa tin từ năm 2014 cơ. Tức là những cái sai phạm của Vạn Thịnh Phát này ấy, được đưa tin trên báo chí khi mà trong vụ án của Dương Chí Dũng đã khai trước tòa. Thì tôi chia sẻ với quý vị cái thông tin đó mà tại sao nó lại để đến tận bây giờ, tức là 2014 đến bây giờ là 2022, tức là 8 năm rồi mới được đưa ra xử lý. Thì chúng ta hãy cùng xem. Vâng, đây quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình đó, đó là Dương Chí Dũng khai, đại gia Trương Mỹ Lan vẫn im lặng. Thì cái bài báo này được đăng tải vào ngày 20 tháng 1 năm 2014, được đăng trên trang web của cafelen.vn, tức là cái trang web này là trang web dành cho các doanh nhân Việt Nam được đăng ký chính thức tại Việt Nam và họ có giấy phép rất đàng hoàng. Thì chúng ta hãy cùng xem ông Dương Chí Dũng này khai gì trong cái phiên xử ông Dương Tự Trọng liên quan đến Vinalize đó. Đấy, thì trong đại án Dương Chí Dũng tưởng chừng như đã khép lại với mức án tử hình dành cho vị cựu cục trưởng Cục Hàng hải đầy tai tiếng này. Tuy nhiên, gần đây có mặt tại phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng với tư cách là nhân chứng, Dương Chí Dũng một lần nữa lại làm rúng động dư luận khi hé lộ danh tính bà Trương Mỹ Lan, người đứng hàng đầu trong giới bất động sản Sài Thành, liên quan đến việc đưa hối lộ để lót tay cho việc chuyển đổi công năng mục đích sử dụng khu đất cảng Nhà Rồng, Khánh Hội, quận 4, Thành Hồ sau khi cảng Sài Gòn rời đi. Đấy, tức là cái việc kinh doanh này của bà Trương Mỹ Lan đã bắt đầu sai phạm từ trước đó rất lâu rồi. Năm 2014 khai ra, nhưng mà cái vụ liên quan đến cái đất cảng Nhà Rồng ấy thì nó có từ trước đó, mà đến năm 2014 thì Dương Chí Dũng mới khai ra. Và lời khai của Dương Chí Dũng tại phiên tòa ngày 7 tháng 1 đã phần nào hé mở những tình tiết cần làm rõ. Qua đó, ngày càng có nhiều nhân vật đình đám nắm giữ quyền lực trong các lĩnh vực khác nhau bị kéo vào cuộc. Từ những tình tiết và thông tin Dương Chí Dũng cung cấp ngày 8 tháng 1 năm 2014 thì Tòa án thành phố Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lộ bí mật nhà nước. Đồng thời, Hội đồng xét xử còn đề nghị Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội có đề nghị với Viện Kiểm sát tối cao điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nếu có đủ căn cứ, các cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đấy, có thấy không? Tức là lúc đó thì Tòa án thành phố Hà Nội đã kiến nghị lên Viện Kiểm sát tối cao rồi để mà điều tra về hành vi nhận hối lộ của Vạn Thịnh Phát, mà đây bà Trương Mỹ Lan ấy là chủ tịch hội đồng quản trị, và tất cả các cái người sáng lập viên của Vạn Thịnh Phát thì từ năm 1991 vẫn còn giữ đến bây giờ. Đấy, thế nhưng mà tại sao 8 năm sau thì lại bị Trương Mỹ Lan lại bị bắt trong vụ án khác chứ không phải bị bắt trong cái vụ án đưa nhận hối lộ ở trong cái vụ chuyển đổi công năng của cảng Sài Gòn. Đấy, thì chúng ta thấy đó. Và có lẽ bài báo viết tiếp gì? Có lẽ phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng sẽ không có gì đáng nói nếu Dương Chí Dũng không cung cấp thêm thông tin về vụ ông này đã nhận 1 triệu đô la từ tay bà Trương Mỹ Lan nhằm hối lộ để lót tay trong việc chuyển đổi công năng mục đích sử dụng khu đất cảng Nhà Rồng, Khánh Hội và quận 4 sau khi cảng Sài Gòn rời đi. Đấy, thì lúc đó là chính Dương Chí Dũng đã tự khai nhận là ông ta đã nhận hối lộ tới 1 triệu đồng, bởi vì lúc đó ông ta đã nhận án tử hình rồi, cho nên ông ta chẳng sợ gì cả. 1 triệu đồng hay là 10 à 1 triệu đô la hay là 10 triệu đô la đối với ông ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Đấy, cho nên là đằng nào cũng đã bị lấy án tử hình mà, cho nên ông ta khai ra tất cả lúc đó. Và tại tòa thì Dương Chí Dũng đã khai nhận đến sau, chị Lan nhờ chuyển cho một người khác, khi chị Lan điện thoại cho tôi, chị Lan bảo là sẽ có người ở Hà Nội chuyển cho anh. Khi gặp người đó thì anh đừng trao đổi về số tiền này, đưa cho ai hoặc làm gì. Chị còn dặn tôi như thế, và anh Tiệp là người đưa cho tôi. Tức là có hai người biết việc chứ không phải mình tôi. Đấy, lời khai của Dương Chí Dũng rất là rõ ràng. Tức là nếu như khai rằng là chỉ có Dương Chí Dũng với lại Trương Mỹ Lan không thôi á, thì bà Lan bà có thể phủ nhận được. Nhưng mà cái việc này á, là bà Lan không trực tiếp đưa tiền cho Dương Chí Dũng mà lại qua một người tên là Tiệp đưa tiền,
thì ông Tiệp này phải nhận tiền từ bà Trương Mỹ Lan. Đấy thì chúng ta thấy cái vụ án này nó liên quan đến nhiều thứ lắm. Rồi đồng thời Dương Chí Dũng còn nói rõ thêm, thông qua sự giới thiệu của ông Lê Công Minh, tổng giám đốc Cảng Sài Gòn, Dũng mới quen biết và hợp tác với bà Trương Mỹ Lan. Tức là vụ án này nó rất là lớn chứ không phải là chuyện đơn giản. Thế nhưng mà lúc đó thì tại sao, nếu quý vị mà muốn đọc thì quý vị vào trang Cà Phê Len, check cái tờ báo tôi muốn đọc, cái bài báo này còn rất là dài. Đấy, để tôi xem còn cái gì chi tiết thì tôi sẽ đọc để quý vị thấy rõ. Đấy, vì nó còn liên quan đến đến lý do tại sao ấy, là vào sáng nay giờ Việt Nam ấy, thì hàng loạt những cái người gửi tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, họ đã vội vàng đến để rút tiền ra, bởi vì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn ấy lại cũng liên quan đến cái Vạn Thịnh Phát này. Đấy, nó từ năm 2014 ấy, thì họ đã nêu đến rồi. Thì đây, cái bài báo này viết tiếp ở phần dưới, lý do tại sao mà người dân Việt Nam, những nhà nhà những người gửi tiền vào Ngân hàng Sài Gòn, SCB đó, sáng nay vội vàng để rút tiền là gì? Sáng ngày 11 tháng 1 năm 2014 thì phóng viên đã tìm đến văn phòng đại diện tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở trên lầu 5 của tòa nhà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn để làm rõ những nghi vấn đặt ra. Tuy nhiên, đây một nhân viên cho biết bà Lan đã đi công tác nước ngoài, không biết bao giờ mới về. Ngay sau đó, phóng viên đề nghị gặp trợ lý để tìm hiểu một số thông tin. Sau đó gần 30 phút chờ đợi, thư ký của công ty cho biết bà Lan hiện vắng mặt tại công ty, và còn bà Lan thì nhân viên trả lời không biết. Thì cái tòa nhà của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn đấy là do công ty Vạn Thịnh Phát này cũng đầu tư vốn vào đó. Đấy, nó liên quan móc xích với nhau, cho nên mới dẫn đến cái tình trạng ấy là hôm nay mọi người sợ là nếu như công Vạn Thịnh Phát mà sập á, thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn ấy cũng sẽ bị sập theo, cho nên họ mới vội vàng để mà đi rút tiền ra ngày hôm nay. Thì đấy là liên quan đây, chúng ta thấy là cái sai phạm này á, nó đã có từ năm 2014, nhưng mà chúng ta biết lúc đó là ai đã bảo kê, thì theo những thông tin ngoài rìa được biết ấy, thì lúc đó là Lê Thanh Hải là bí thư thành ủy Sài Gòn, bí thư thành ủy Thành Hồ đó, rồi Lê Hoàng Quân, rồi một loạt những cái quan chức mà đã từng bị kỷ luật nhưng mà đến nay vẫn ngồi ghế an toàn. Thì có lẽ cái chuyến đi Thành Hồ vừa rồi á, của Nguyễn Phú Trọng á, thì nó dẫn đến cái việc mà đánh vào tập đoàn Vạn Thịnh Phát này, và nên sắp tới á, nếu như tập đoàn khi mà Trương Mỹ Lan khai ra những cái sai phạm từ những có thể là cuối những năm 2010 cơ đấy, từ 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 đầu thập niên năm 2000 cơ, rồi đến sang thập niên năm năm 2010 trở đi, thì những cái sai phạm này nó đã có rồi, và liên quan đến việc bảo kê của Lê Thanh Hải cũng như là các quan chức độc tài Cộng sản Việt Nam tại Thành Hồ, thì chắc chắn đấy là sẽ có rất nhiều các quan chức ngã ngựa, và lần này ấy, có lẽ là Lê Thanh Hải cũng không thể nào chạy thoát được. Thì đấy là chúng ta thấy đấy, như tôi đã nói đấy, các cái quan chức độc tài Cộng sản Việt Nam ấy, khi họ đương chức đang có quyền lực ấy, thì họ sẽ bảo kê cho các cái doanh nghiệp, không phải một mà rất hàng loạt các doanh nghiệp ở trên địa bàn của họ. Ví dụ quan chức cấp tỉnh thành phố ấy, thì họ sẽ bảo kê cho các doanh nghiệp ở trên địa bàn của nó. Còn các quan chức ở cấp trung ương ấy, thì nó có thể bảo kê trên toàn quốc, bất kỳ một công ty nào nó có thể bảo kê đấy, để nó hưởng lợi ích từ các cái doanh nghiệp này, đưa hối lộ hàng tháng hàng năm cho họ. Nhưng mà khi các quan chức này nghỉ hưu thì các quan chức mới lên ấy, một là nếu như cùng đàn là đàn em thì nó có thể tiếp tục duy trì, nhưng mà nếu như các quan chức mà không phải là đàn em mà thuộc phe nhóm khác ấy, mà lên ngồi vị trí đó, thì nó sẽ tìm cách đánh sập cái công ty này để mà thay thế bảo kê các công ty đàn em của nó. Chứ bởi vì là thằng nào từ khi đi lên ấy, thì nó đã bảo kê một số doanh nghiệp khác rồi, thế nên nó buộc phải đánh sập cái doanh nghiệp của các cái tay ngồi ghế trước, hay là các đối thủ của nó ở trước, để mà không những đánh sập doanh nghiệp, tịch thu tài sản mà còn do những cái mối thâm thù trước đó nữa mà nó phải đưa vào tù. Ví dụ như là cái chuyện mâu thuẫn giữa Nguyễn Phú Trọng với nhóm của Lê Thanh Hải ấy, là rất là căng thẳng, cho nên là bây giờ thì Nguyễn Phú Trọng tìm mọi cách để đập những cái phe nhóm của Lê Thanh Hải để củng cố quyền lực cho những cái phe nhóm của mình, dằn mặt những cái phe nhóm ở miền Nam, thì chúng ta thấy rõ là như vậy. Thì chúng ta cùng xem ấy, là cái việc ấy mà phát hành trái phiếu ấy, nó có dễ dàng gì để mà vi phạm pháp luật không? Thì đây tôi sẽ cho các bạn chiếu cho các bạn xem ấy, cái thủ tục để mà phát hành cái trái phiếu ấy, nó quy định rất là chặt chẽ chứ không phải là dễ dàng vi phạm. Tất nhiên là tháng 9 vừa qua thì họ đã sửa đổi luật rồi, sau khi mà có nhiều sai phạm thì họ đã chặt chẽ hơn, nhưng mà với những cái quy định hiện có trước đây ấy,
thì rất là khó để mà vi phạm. Nếu như những cái cơ quan từ ngân hàng, rồi sở giao dịch chứng khoán, rồi các cơ quan cảnh sát, an ninh kinh tế, rồi thanh tra chính phủ, thanh tra đủ các loại thanh tra đó mà quản lý chặt đó, theo đúng thủ tục đó, thì rất là khó để mà có thể vi phạm được. Đây chúng ta thấy đây, hồ sơ chào bán trái phiếu được phân ra các trường hợp đây, chào bán trái phiếu các tài liệu này họ phải có đầy đủ các giấy tờ này này, phương án phát hành trái phiếu này quy định tại khoản 1 điều 13 nghị định 153 năm 2020 đấy, là tài liệu công bố thông tin về đợt chào bán này, rồi là hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức cung cấp dịch vụ, đấy là ngân hàng, rồi sở giao dịch chứng khoán này, rồi hợp đồng ký kết với các tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu, rồi là công ty chứng khoán được phép cung cấp dịch vụ, rồi là hợp đồng ký kết với tổ chức đấu thầu bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu, rồi hợp đồng ký kết với tổ chức đăng ký lưu ký trái phiếu, rồi hợp đồng ký kết với người đại diện sở hữu trái phiếu, rồi hợp đồng ký kết với đại lý quản lý tài sản bảo đảm, rồi hợp đồng ký kết với các tổ chức khác liên quan đến đợt chào bán trái phiếu. Đấy, phải nói là nó có rất nhiều những quy định nào để mà thực hiện cái điều đó. Nó còn thêm cái gì, báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán đấy, phải báo cáo cho người nhà đầu tư được biết, rồi kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp trái phiếu, tức là họ làm rất là bài bản, nó quy định rõ ràng lắm, rồi quy định phê duyệt chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền, rồi văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, rồi tài liệu chứng minh đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động đối với doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, rồi đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi trái phiếu kèm chứng chỉ chuyển cho công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý đầu tư chứng khoán, các tài liệu quy định tại điểm A, B, C, D, D, E, điểm G hồ sơ chào bán, còn bao gồm giấy đăng ký chào bán tại phụ lục này, bản sao quyết định của đại hội cổ đông này, rồi cam kết của doanh nghiệp về việc không vi phạm quy định về sở hữu này, rồi văn bản xác định của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về doanh nghiệp mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua trái phiếu. Đấy, chú có thấy không? Tức là trong cái quy định của ngay pháp luật nhà nước độc tài của sản Việt Nam ấy thì nó cũng quy định khá rõ ràng mạch lạc, chỉ cần các cái cơ quan, các quan chức làm việc ở trong cái chế độ độc tài của sản Việt Nam này ấy, mà họ làm ăn một cách nghiêm túc, thì tôi khẳng định với quý vị ấy, là rất khó để mà Trịnh Văn Quyết hay là Đỗ Anh Dũng hay là Trương Mỹ Lan có thể làm sai pháp luật được. Đấy, quý vị nhìn thấy rất là rõ những cái điều đó. Thế nên nhưng mà bởi vì tại sao nó có rất nhiều cơ quan như là Sở giao dịch chứng khoán này, rồi Bộ Tài chính này, rồi thanh tra của ngành tài chính này, với Bộ Tài chính nó có thanh tra của nó, rồi thanh tra chính phủ là thanh tra chung tất cả mọi thứ, rồi trên Bộ Công an ấy thì họ có là gì, Cục An ninh Kinh tế, rồi Cục Cảnh sát Kinh tế, rồi là ở cấp sở thì cũng có Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế, tức là họ có rất nhiều các cơ chế để mà kiểm tra. Thế mà tại sao họ không phát hiện ra, không phải là không phát hiện ra, mà họ khi phát hiện ra thì những cái lực lượng này họ không tuyết còi cảnh báo các doanh nghiệp ngay từ đầu, mà họ lại tìm cách đe dọa doanh nghiệp để mà ăn tiền hối lộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đấy, đấy là cái kiểu của quan chức độc tài cộng sản Việt Nam như vậy. Nếu như quý vị nào quen những cái gọi là nhân viên an ninh kinh tế hay cảnh sát kinh tế thì họ rất là giàu có. Tôi đã từng nghe những người đó kể, những người mà họ quen biết họ kể chuyện ấy, là hàng tháng ấy thì những cái người cảnh sát hay an ninh kinh tế này họ chẳng có làm gì cả, chỉ có lái ô tô đi đến từng doanh nghiệp một để nhận phong bì thôi, bảo kê thôi. Đấy, đấy cái công tác của họ là như vậy, cứ mỗi khi đi ra ngoài trụ sở là họ đi nhận tiền phong bì từ các doanh nghiệp hối lộ để họ nhận bảo kê hàng tháng, chứ không phải họ không biết đâu, họ biết tất cả những cái sai phạm của doanh nghiệp ngay từ đầu, họ đã biết rồi, rất dễ dàng để phát hiện ra những cái sai trái đó. Nhưng mà thay vì tuyết còi thông báo doanh nghiệp biết để mà ngăn chặn những cái vi phạm đó, thì họ dùng cái đợi chứng cứ đó để họ đe dọa, để ăn ăn hối lộ, ăn tiền bảo kê. Đấy thì đó là cái bản chất của chế độ độc tài của sản Việt Nam là như vậy. Ở quan chức bên trên ấy, thì nó bảo kê doanh nghiệp ở kinh doanh, nhưng còn những hàng cấp dưới công an, an ninh, cảnh sát thì nó dùng cái đó để mà nó nhận tiền bảo kê hàng tháng. Thì ông thấy là trong cái chế độ độc tài của sản Việt Nam ấy, nó rất là khốn nạn. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem. Vậy thì bây giờ đấy là chính sách đôi béo làm thịt, thì chúng ta xem cái tương lai của các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào.
thì phải nói gì, khi mà chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam bị thiếu thốn về tiền bạc rồi vấn đề tham nhũng, bị mất uy tín với người dân, thì họ càng phải tìm mọi cách để mà trừng trị những cái doanh nhân hay là bắt giữ các doanh nhân này, để một phần đó họ tịch thu tài sản, lấy tiền để nuôi dưỡng cho chế độ, và đồng thời cũng dựng lên những cái doanh nghiệp mới để cho các quan chức thế hệ sau họ tiếp tục bảo kê. Thì phải nói là tương lai rất là đen tối cho cái giới doanh nhân Việt Nam, hoàn toàn đen tối, bởi vì như tôi lại không lừa đảo, không vi phạm pháp luật, thì không cấu kết với các quan chức để mà làm ăn gian dối đó, thì không thể nào tồn tại được, không thể nào có lãi được đấy. Mà nếu như cấu kết với các quan chức rồi làm ăn gian dối lừa đảo thì sớm hay muộn đến lúc đó nó sẽ đập thôi. Nó không không đập ngày hôm qua, không đập ngày hôm nay, không đập ngày mai, không có nghĩa là ngày kia hay là tháng sau hay là năm sau nó sẽ không đập. Như đã nói đấy, những cái sai phạm của Trịnh Văn Quyết hay sẽ sai phạm của Đỗ Anh Dũng nó có từ rất lâu rồi, có từ nhiều năm rồi chứ không phải là không, có thậm chí có từ ngay từ những ngày đầu tiên khi mà nó thành lập, hay là những sai phạm của Vạn Thịnh Phát ấy cũng vậy thôi, nó sai phạm từ lâu rồi, nó thành lập từ năm 1991. Nhưng mà tôi tin tưởng là từ ngay từ khi nó thành lập, nó đã phải đút lót, nó đã phải hối lộ, nó đã phải có các quan chức đứng ra bảo kê thì nó mới kinh doanh và tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Và những cái sai phạm đó thì đã được công khai trên báo chí của nhà nước Cộng sản Việt Nam ngay từ năm 2014 cơ mà. Có phải bây giờ đâu, nó đang rất là công khai, rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Nhưng mà tại sao lúc đó nó bắt Vạn Thịnh Phát ngay, bắt bà Trương Mỹ Lan ngay? Thì có phải á, nếu bắt lúc đó vì những cái sai phạm liên quan đến đút lót, liên quan đến hối lộ, thì ngày hôm nay á thì hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn những nhà đầu tư không bị mất cái tiền khi mà mua trái phiếu của công ty Vạn Thịnh Phát? Thì rõ ràng ấy, họ đã bảo kê để làm hại cho các cái nhà đầu tư ngày hôm nay. Những nhà đầu tư hôm nay chịu thiệt hại do chính những cái tội ác, không phải là của bà Trương Mỹ Lan, không phải là của Vạn Thịnh Phát, mà là của chính các quan chức của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam và của chính đảng, chế độ cũng như chính quyền độc tài Cộng sản Việt Nam. Họ đã bảo kê, họ đã bỏ qua những sai phạm trước đây mà đã không ngăn chặn từ sớm, để đến hậu quả dẫn đến ngày hôm nay là như vậy, thì chúng ta mới thấy là như vậy. Thế thì bây giờ là cái giải pháp nào cho các giới doanh nhân Việt Nam? Thì tôi không đồng loại với sai phạm, nhưng mà bây giờ họ cũng chẳng có đường nào khác. Nếu như những doanh nhân Việt Nam mà còn nghĩ đến cái tương lai của đất nước, giúp ích cho người dân Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ độc tài, thì quý vị nên rời bỏ. Lấy công là chủ tội, tức là tội quý vị đã gây rồi, nhưng mà những cái đồng tiền đó đều từ mồ hôi, nước mắt, xương máu của người dân, thì quý vị hãy tìm một cách để ủng hộ, làm sao á để xây dựng cái phong trào dân chủ, tạo ra một cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam đi, thì đất nước và người dân sẽ tha thứ cho quý vị. Và những đồng tiền đó cũng là đồng tiền của dân, nhưng mà khi được dùng vào cái cuộc cách mạng để xóa bỏ độc tài ấy, thì nó là sẽ trở thành chính đáng, và nhân dân tôi tin rằng sẽ tha thứ cho quý vị, và quý vị sẽ lập công với đất nước và người dân khi mà góp phần xóa bỏ chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Đấy là như vậy. Thế thì bây giờ vai trò của các tổ chức đảng phái chính trị nào? Thì tôi cũng đã từng nghe rất nhiều, gặp cũng có doanh nhân không phải là cỡ to, nhưng mà doanh nhân cỡ trung bình thôi. Họ cũng nói là bản thân chúng tôi kinh doanh ấy, thì buộc phải vi phạm pháp luật. Nhưng bây giờ nếu không không tin vào Đảng Cộng sản nữa, không muốn làm ăn với Đảng Cộng sản nữa, thì chúng tôi biết chọn ai, biết chọn đảng nào để mà chúng tôi đặt niềm tin, để chúng tôi giúp đỡ. Thì cái vai trò của các tổ chức đảng phái chính trị của người Việt ở trong hay ngoài nước đó, thì cần phải trưởng thành lớn mạnh một cách nhanh chóng, đưa ra những đường lối chính sách phù hợp để tiến hành một cuộc cách mạng ở Việt Nam, để tạo niềm tin cho những người doanh nhân, để họ biết rằng là gì, họ sẵn sàng từ bỏ đảng, chế độ và chính quyền độc tài Cộng sản Việt Nam, đi về phía với người dân, đi về phía với phong trào cách mạng xóa bỏ độc tài. Đấy, thì bây giờ vai trò của các đảng phái chính trị là phải trưởng thành để mà làm chỗ dựa cho các doanh nhân và cho người dân Việt Nam, để chúng ta có thể sớm hoàn thành cái mục tiêu xóa bỏ độc tài Cộng sản Việt Nam. Đấy, đó là cái giải pháp nó là như vậy. Vâng, thì cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn theo dõi video hôm nay của tôi với cái chủ đề là chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam ấy, là đã có chính sách nuôi béo để làm thịt đối với các doanh nhân như thế nào, thì và các doanh nhân cần phải làm gì. Thì tôi đã phân tích thông qua cái vụ của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thì chúng ta thấy rõ và cũng đã lược lại một liên quan đến vụ của ông Trịnh Văn Quyết, rồi liên quan đến vụ của ông Đỗ Anh Dũng của tập đoàn FLC cũng như tập đoàn Tân Hoàng Minh, để chúng ta thấy rõ là cái bản chất của chế độ cộng sản nó là rất thối nát, rất là hủ bại. Tất cả mọi cái sai lầm, tất cả mọi cái sai phạm hay thậm chí là tội lỗi tội ác của các doanh nhân thì lại do chính những tội ác
Đấy, chính những tội ác của đảng, chế độ và chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam gây ra. Đấy, tội ác nó lại gieo ra tội ác đấy, và thế nó ác như thế đấy, cộng sản nó ác như vậy chứ không phải tội ác của chính nó là một chuyện, nhưng mà cái tội ác của chế độ đấy, nó gây ra với người dân, nhưng mà nó còn gây ra với những doanh nghiệp nữa, lại làm cho tội ác sinh ra tội ác, nó là như vậy. Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn theo dõi hết video này của tôi. Tôi xin kính chúc quý vị gia đình mạnh khỏe, bình an. Xin cảm ơn và tạm biệt.